Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay dịp dịch Covid cho nên có thời gian giới thiệu với anh em về chiếc đế ghế hơi của các dòng xe tải. Đấy, anh em sử dụng thì chúng ta sẽ mở khóa ra, đúng không? Đấy, cái này nó không có tai ở hai bên cho nên rất là tiết kiệm về diện tích ở trên sàn của các cabin anh em. Anh em kéo này lên và kéo về đằng sau, chúng ta sẽ lắp được ốc đằng trước. Đấy, các anh em chế được rất nhiều, xe nào cũng được. Sau đó thì kéo lên, kéo về đằng trước để anh em lắp về ốc đằng sau. Sau đó chúng ta cho về vị trí ban đầu, thả ra là ok. Đấy, bên công ty chúng tôi cũng có cả cái bình hơi 12V và 24V. Đấy, dùng cho các xe mà đời cũ mà không có bình hơi ấy. Đấy. Và trong cái đế hơi này, các bộ phận ti, van chia hơi, rồi thì van tam giác, bóng hơi, nếu anh em có bị hỏng chúng ta cũng báo, chúng tôi có hàng chuẩn 100% ngon luôn. Chưa? Đấy, rất đơn giản. Thế còn nếu như mà xe của anh em loại nhỏ thì chúng ta cứ đo từ dưới mặt sàn lên đến trên mặt ghế mà nó khoảng độ 25 phân thì anh em lắp được cái đế cao loại này. Thế còn nếu mà từ mặt bắt vít lên đến trên mặt ghế mà nó khoảng độ 15 phân thì anh em sẽ lắp cái đế thấp. Dòng đế thấp thì hôm nào anh em tôi sẽ giới thiệu. Đấy, như thế rất là đơn giản, hàng chuẩn 100% luôn.